Đấu La Lực phần 2 tập 616, Sư Lên Khắc Vương Thu Nhi phần 3, Tuyệt Thế Đường Môn. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ vang liên tiếp. Ngọc Thiên Long lại đụng vào trong vòng bảo hộ phía sau một lần nữa, còn Vương Thu Nhi cũng là phải lùi về phía sau mấy bước. Tại vị trí trung tâm hơn lời hai người va chạm vào nhau, gió lốc nổ lên, một cái hố có đường kính là chừng 1 mét tạo thành, sâu không thấy đáy. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng này thôi cũng là có thể tưởng tượng ra cú va chạm vừa rồi giữa hai người đã tích ra năng lượng mạnh mẽ đến mức nào rồi. Mặc dù phải lùi về phía sau, nhưng sự tấn công của Vương Thú Nhi vẫn là chưa hề dừng lại. Tay phải làng vung về phía trước, quang ảnh hoàng kim long thương như là tia chớp đuổi theo Ngọc Thiên Long. Mũi thương bắn xa vừa vặn có thể là đâm đến trước người của Ngọc Thiên Long. Ngọc Thiên Long cảm thấy hoảng sợ, hắn tự nhận rằng mình rất là am hiểu và ưa thích các chiến thức chiến đấu, dùng tấn công làm chủ, nhưng mà trong khi mà giao chiến với Vương Thú Nhi, cho dù là khí thế hay là ham muốn tấn công của hắn đều là kém hơn đối thủ. Đây là cường giả cường công hệ chiến hồ xưa cùng với cấp bậc với mình. Suy nghĩ thay đổi rất là nhanh, cùng với đó sự kiêu ngạo sâu trong tâm khảm của Ngọc Thiên Long cũng là bị dấn lên. Hai tay giơ ra trước người, một lôi cầu tố đen như là mực lập tức là xuất hiện ra, hồn hoàn thứ tư cũng là lóe sáng. Trong chốc lát chỉ thấy lô điện lượn lờ quanh thân thể của Ngọc Thiên Long để biến thành màu đen. Mũi hoàng kim long thương đâm vào lôi cầu trong lòng bàn tay của Ngọc Thiên Long thì là ngay lập tức là tiêu biến. Lúc này Vương Thu Nhi cũng là đứng vững được thân của mình, một cơ hội rõ ràng như vậy nàng sao có thể bỏ qua. Vương Thu Nhi được vươn lên trước, bàn tay của hoàng kim long thương đâm về phía trước, Ngọc Thiên Long vững vàng rơi xuống mặt đất, lôi cầu vẫn là ở phía trước người, thân thể tiến lên trước 3 thước. Không ngờ rằng hắn cũng là dùng chính lôi cầu trong tay của mình để đổi lấy đầu chính diện với mũi thương của hoàng kim long thương. Trong nháy mắt khi mà hoàng kim long thương đâm vào lôi cầu, cả Vương Thu Nhi và Ngọc Thiên Long đều là phát ra tiếng rồng ngầm trầm thấp. Vậy sừng màu tím trên ngực của Ngọc Thiên Long dựng lên, toàn bộ như là muốn chặn đứng sự đâm xuyên của hoàng kim long thương. Vương Thu Nhi cũng là hơi sửng sốt, lực lượng của nàng cộng với uy năng của hoàng kim long thương lần đầu tiên là bị cảm lái ngay lập tức là chính diện trong giải đấu này. Cho dù khi mà giao chiến cùng với Vũ Hạo cũng là không dám đối đầu với chính diện với thương của nàng. Ngay sau đó Vương Thu Nhi cũng là cảm giác có cái gì đó không đúng, xung quanh thân thể của Ngọc Thiên Long đột nhiên là trở lên đen kịt, ngay cả vảy rồng trên người hắn cũng là biến thành màu đen. Điện quang màu đen khủng bố lập tức là bị phóng ra bên ngoài, lôi cầu trong tay quán như là biến thành một vật sống, mặc kệ Vương Thu Nhi đâm thế nào cũng là không dịch chuyển mảy may. Vương Thu Nhi giật mình nhưng mà tận tình nàng cũng là có biết rằng lúc này Ngọc Thiên Long còn kiếp sợ hơn nữa. Ở trong mắt hắn thì là hoàng kim long thương của Vương Thu Nhi phải là một loại kim loại, mà kim loại thì phải là dẫn điện. Hắn sử dụng hồn kỹ này đã là khiến cho lô điện tăng đến cực hạn mà hắn đã là có hiện nay. Chỉ là tính riêng uy năng của lô điện này cũng đủ để vượt qua cường giả các bậc hồn thánh bình thường, nhưng vẫn là không thể nào truyền qua hoàng kim long thương của Vương Thu Nhi. Điều này chứng minh rằng long thương trong tay của Vương Thu Nhi không dẫn điện. Toàn thân của Ngọc Thiên Long đột nhiên là chấn động, hắn ngửa cổ lên trên trời gầm thét điên cuồng. Hồn hoàn thứ 5 trên người quán sáng lên rồi là hóa thành một vòng ánh sáng không ngừng lan tỏa ra bên ngoài, bao phủ lấy thân thể của Vương Thu Nhi và hắn. Ngay sau đó thì lôi cầu trong tay hắn lấy ra hắn làm trung tâm, cô là bắt đầu khuếch tán ra điện quang màu đen như là thế sẽ là lỗ tung. Lô đình địa ngục, hồn ký thứ 5 của Ngọc Thiên Long. Lôi cầu lúc trước hắn dùng để tấn công Vương Thu Nhi chỉ là bắt chước lôi đình địa ngục, dùng phương thức tự lực để giảm bớt thực tiêu hao hồn lực. Nói một cách khác, đó là một phiên bản đơn giản hóa của lôi đình đại ngục. Nhưng mà so sánh về mặt uy lực thì tất nhiên là lôi cầu đó kém xa lôi đình địa ngục chân chính. Lôi điện khủng bố lan tỏa, Vương Thu Nhi chỉ là cảm thấy toàn thân của mình đã là xuất hiện ra sự tê liệt. Sự phá hủy của lôi đình như một là muốn phân giải thân thể của nàng thành tro bụi, cảm giác cơ thể bị xé rách khiến cho nàng thống khổ vô cùng. Tính cách của Vương Thu Nhi kiên cường thế nào, làng gặp kẻ mạnh thì lại là càng kiên cường. Đối thủ tạo cho nàng áp lực càng lớn thì là tiềm năng chiến đấu của nàng cũng là càng mãnh liệt. Hồn hoàn thứ 6 sáng lóng lánh, hai đồng tử màu vàng lập tức là bị che bởi huyết quang, cả người biến thành màu vàng cam, lân giáp trên người cũng là theo đó mà mở rộng, mang theo những tia sáng đỏ gạt lô điện đang xâm nhập đến và ra vài phân. Nàng thu lại hoàng kim long thương rồi là đột nhiên cắm mũi thương vào mặt đất. Hồn hoàn thứ 4 trên người của Vương Thu Nhi sáng lên, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, một vòng kim quang lập tức là bắn ra liên tục. Ầm ầm ầm, ba âm thanh lổ vang kịch liệt vang lên. Tầng kim quang dấn lên một cơn sóng làm rung chuyển cả trời đất, lực lượng phá hoại nhanh chóng là mở rộng ra bên ngoài. Đối đầu với lô điện này, triệt tiêu lẫn nhau, kim quang kia thậm chí là có xu thế là vòng ngược trở lại. Hoàng kim long lữ Vương Thu Nhi, hồn kỹ thứ 4, hoàng kim long báo. Không lùi lái, không thỏa hiệp, chỉ có điên cuồng tấn công, đây chính là chân lý chiến đấu của Vương Thu Nhi. Lấy lô đình địa ngục với kín đối thủ trong lòng của Ngọc Thiên Long, vô lội lên chúc mừng đã là bị Vương Hoàng Kim Long Bạo
mãnh liệt của Vương Thu Nhi làm cho sợ người người. Trong trạng thái Kim Long khát máu, tu vi của Vương Thu Nhi lại tăng lên một lần nữa. Lương theo lực lượng khủng bố của Hoàng Kim Long báo, cùng với có uy long của Uy Long, và chỉ là Hoàng Kim Long thương mới là có cùng khuếch trường, khiến cho vun làm điện bá Phương Long của Ngọc Thiên Long lại xuất hiện ra sự run sợ một lần nữa. Con mắt sông màu cam của Vương Thu Nhi ngừng lại, tay phải của nàng đối như là nắm lấy Hoàng Kim Long thương. Một màn kỳ dị xuất hiện ra, Hoàng Kim Long thương kia như là hóa thành chất lỏng du nhập vào trong bàn tay của nàng. Chỉ trong giây lát đã là lưu chuyển trong toàn thân của Vương Thu Nhi. Hồn hoàn thứ 5 trên người của Vương Thu Nhi cũng là theo đó mà sáng lên. Ngang một tiếng, tiếng sòng ngâm sôi sục vang vọng toàn trường. Một đầu Kim Long vô cùng là lớn xuất hiện ra từ trên người của nàng. Vương Thu Nhi điểm mũi chân xuống đất, cả người phóng về phía trước. Kim Long quẩn quanh thân thể mềm mại của nàng, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, đánh thẳng tới Ngọc Thiên Long. Hồn kỹ thứ 5, Hoàng Kim Long gào thét, hồn kỹ tấn công mạnh nhất của Vương Thu Nhi. Trong mắt của Ngọc Thiên Long hiện lên sự hoảng sợ, nhưng mà hồn hoàn thứ 6 trên người của hắn cũng là tùy theo ánh sáng lên. Hai tay vòng ra, vây sông quanh người lại là biến thành màu đen. Ngọc Thiên Long hơi cúi xuống làm lộ ra phần lưng, chỉ thấy vảy rồng dịch chuyển, không từ bả vai đến là đầu Ngọc Thiên Long đã là biến thành một cái đầu rồng khổng lồ. Đầu sông há miệng, một quang cầu màu lam trong suốt bắn ra, xông thẳng đến Vương Thu Nhi. Hồn kỹ thứ 6 của Ngọc Thiên Long hơi thở làm điện long, âm một tiếng, hồn kỹ mạnh nhất đụng nhau và chạm chính diện. Ngay lúc hai người va chạm, cả đài thi đấu đều là rung chuyển. Lưỡi hai người va chạm, hào quang vàng tím hỗn độn bắn xa bốn phía, có điện quang vầng sáng hình tròn cũng là những là đợt sóng năng lượng xung kích không ngừng là lan tỏa ra, làm cho vòng bảo hộ hồn đạo khí trên đài thi đấu là không ngừng lóe sáng. Quang cảnh như vậy khiến cho khán giả trên đài không thể xem được rõ ràng tình hình chiến đấu ở trên đài, ai thắng ai thua. Khán giả bên dưới đều là trở lên khẩn trương, nhất là những người ủng hộ Vương Thu Nhi. Đối với họ, trận đấu này rất là quan trọng. Chỉ cần Vương Thu Nhi có thể thắng thì là ít nhất cũng là có thể chứng minh rằng nàng là hồn sư mạnh nhất ở trong giải đấu này. Vâng sáng rằng có 7-8 giây rồi là mới chậm rãi tản ra. Thân hình của Vương Thu Nhi và Ngọc Thiên Long cũng là được hiện ra. Vương Thu Nhi mở miệng thở hổn hển, ánh sáng vàng kim trên người đã là nhạt đi thấy rõ, khóe miệng còn chảy ra một đường máu. Tình huống của Ngọc Thiên Long còn tệ hơn cả Vương Thu Nhi, vây dòng trên vai phải tới ngực trái là bị đảo lộn, máu tươi tung tóe như là bị Hoàng Kim Long ngoạm một cái, sắc mặt hắn trở lên là tái nhợt. Không thể nghi ngờ gì nữa, Vương Thu Nhi đã là chiếm ưu thế trong lần va chạm vừa rồi. Ánh mắt cả hai đều là tràn ngập ý chí chiến đấu, có lẽ vì bị thương mà ánh mắt của Ngọc Thiên Long càng trở lên là điên cuồng, hắn gào thét rồi nói, ta còn chưa thua. Điện quang mãnh liệt lại xuất hiện ra lần nữa, nhưng mà màu đen đã là biến mất, chỉ còn lại tổ điện màu tím. Tay trái hắn quét qua vai phải và ngực phải, chỉ thấy lô điện tím chạy qua, môi thịt cháy bốc lên, các mạch máu bị lô điện cầm lại. Đau đớn vô cùng làm cho gương mặt của Ngọc Thiên Long trở nên vặn vẹo, nhưng hắn vẫn là nghiến răng nhẫn nhịn, chân trái đột nhiên là bước lên trước một bước, thân thể nhảy nhào lên, hai tay mở ra là động tác ôm lấy Vương Thu Nhi. Sắc mặt của Vương Thu Nhi lạnh lùng, không hề bị sự điên cuồng của đối thủ làm lạnh lùng này chiến ý. Chân trái của nàng cũng là tiến lên, thân thể mềm mại nhảy lên, không mảy may sợ hãi đón đầu Ngọc Thiên Long. Hai tay của Ngọc Thiên Long bỗng nhiên là trở lên to lớn, mang theo lôi điện mãnh liệt ôm về phía Vương Thu Nhi. Hắn đã là từng thử nghiệm rằng một khối đá hoa cương rất lớn bị hắn ôm như vậy cũng là sẽ hóa thành tro bụi ngay lập tức. Đả kích Vương Thu Nhi dành cho hắn đã là khiến cho hắn quên đi tình cảm nam nữ. Trong mắt hắn lúc này chỉ là còn lại ý chí chiến đấu điên cuồng, hắn muốn giành lấy thắng lợi trong trận đấu lần này. Hai tay của Vương Thu Nhi cũng mở ra, nàng muốn lấy cứng đối cứng, đây cũng là phương thức chiến đấu nàng am hiểu nhất. Oanh oanh, hai tiếng lổ đồng thời vang lên, Hoàng Kim Long chiến làm điện bá Vương Long, lại một lần nữa Hoàng Kim Long chiếm được ưu thế. Cho dù Ngọc Thiên Long đã là dùng hết toàn lực ở trong một chiêu này, nhưng đụng phải lôi chảo dòng màu vàng kim của Vương Thu Nhi thì cuối cùng cũng là không thể tiến thêm được dù chỉ là một chút. Hai tay của Vương Thu Nhi bắt đầu chảo dòng của hắn, rốt cuộc là đột nhiên nàng kéo vùng về phía sau, động tác này của nàng giống như là đang lao vào trong lòng của Ngọc Thiên Long vậy. Nhưng Ngọc Thiên Long có thể thấy rõ ràng rằng nàng lưng gối phải lên, hắn vô thức là nhấm chân đá ra, nhưng mà đúng lúc đó tay của Vương Thu Nhi chợt rung lên, hai luồng lực lớn đồng thời là chuyển đến từ tay của hắn. Ngọc Thiên Long kêu thảm thiết, vũ hồn làm điện bá Vương Long hộ thể ở hai tay của hắn bị Vương Thu Nhi bẻ ngược trở lại. Ngay sau đó đầu gối phát ra ánh sáng màu vàng kim thúc thẳng vào ngực của hắn. Đối mặt với đối thủ có ý chí chiến đấu mạnh mẽ như là Ngọc Thiên Long, Vương Thu Nhi đã là hạ thủ lưu tình rồi. Khi mà đầu gối thúc vào trong ngực của Ngọc Thiên Long, đồng thời nàng cũng là buông lỏng chảo rồng của làm điện bá Vương Long ra, Ngọc Thiên Long bị lẹn rơi xuống, cả người sa vào trong mặt đất.
Nếu như Vương Thu Nhi không buông hắn ra mà là tăng thêm lực đầu gối, thì có thể rằng sẽ kéo khớp cổ tay của hắn ngay lập tức. Trận đấu đến đây thì là thắng bại đã phân. Vương Thu Nhi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đứng trước ngực của Ngọc Thiên Long. Ngọc Thiên Long bị hãm trong mặt đất, máu tươi không ngừng phun ra. Nhìn bầu trời ảm đạm trong mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng. Nhưng trận đấu này hắn thua thật rồi. Đã có ít nhất là 2 lần Vương Thu Nhi bỏ qua cơ hội làm cho hắn trọng thương. Nàng không xé mất cánh tay phải của hắn, vừa rồi khi mà lên gối cũng là không đánh lên vị trí ngực phải, đã là bị thương của hắn. Bằng không, không biết rằng giờ này hắn đã bị thương nặng đến mức nào rồi. Không ngờ rằng nàng mạnh như vậy, thật sự rất mạnh, ta thua rồi, đánh không lại nàng. Thực lực hai bên chênh lệch không lớn, nhưng nàng nắm giữ tất cả các phương diện để áp chế ta. Ngọc Thiên Long không cam lòng, nhắm hai mắt trở lại. Từ miệng, mũi máu tươi là giàn giụa chảy ra, nhưng mà sự điên cuồng trên gương mặt hắn lại là dần dần bình tĩnh trở lại. Trọng tài bất phá Đô La Trịnh Chiến tiến lên kiểm tra tình huống của Ngọc Thiên Long, sau đó là lập tức vứt tay. Học viện sử lại khắc Vương Thu Nhi chiến thắng. Ngay sau lời tuyên bố của Trịnh Chiến, niềm vui sướng lan tỏa khắp khán đài, vô số tiếng hò hét điên cuồng vang lên. Cảm xúc của khán giả đã là được kéo lên đến đỉnh điểm. Hoàng Kim Long Lữ của bọn họ đã chiến thắng, thắng người bất khả chiến bại là Ngọc Thiên Long. Hoàng Kim Long Lữ chính là hồn sư hệ đệ nhất trong giải đấu lần này. Nàng đã là dùng sức một người dẫn chiến đội của Sử Lai Khắc bước vào trong vòng chung kết. Theo đó, theo họ, tất cả vinh quang này đều thuộc về Vương Thu Nhi. Hào quang trên người của nàng đã là làm mở đi tất cả các học viên khác của chiến đội của Sử Lai Khắc. Lúc này trong khu nghỉ ngơi cũng là vang lên tiếng hoan hô. Khi mà Vương Thu Nhi dùng đầu gối đánh lên khiến cho Ngọc Thiên Long rơi xuống đất, tất cả các thành viên của chiến đội Sử Lai Khắc đều là nhảy dựng lên, tất cả đều là nhanh chóng chạy ra khỏi khu nghỉ ngơi. Trong khoảng khắc bất phá đấu la tuyên bố trận chiến kết thúc, Vương Thu Nhi giành được thắng lợi cuối cùng. Bọn họ lập tức là xông lên đài thi đấu, vừa được tháo vòng bảo hộ xuống, chạy nhanh đến chỗ của Vương Thu Nhi, dùng sức nhấc đội trưởng của bọn họ rồi là tung lên trên cao. Thắng, bọn họ thắng rồi, đây là vinh quang của Sử Lai Khắc. Lại một lần nữa, học viện Sử Lai Khắc tiến vào trong trận chung kết. Từ giải thi đấu trước đến giải thi đấu lần này, có thể nói rằng chiến đội của Sử Lai Khắc đã là trải qua hai giải đấu giàn nan nhất. Lần trước, những người ngăn cản cơn sóng dữ này là Sử Lai Khắc thất quái, còn nay chính là Vương Thu Nhi. Cho dù người bên ngoài có thể nói thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng của những đội viên của chiến đội Sử Lai Khắc này cũng có chung một suy nghĩ. Đúng vậy, chúng ta là chiến đội một người thì sao? Vương Thu Nhi đã là dùng thực lực mạnh mẽ, khí chất lãnh đạm, cao ngạo chinh phục bọn họ trước rồi. Bên phía đường môn, ngoại trừ Vũ Hạo Giá, những người khác đều là đứng lên đồng loạt vỗ tay. Học viên Sử Lai Khắc thắng lợi, bọn họ cũng là vô cùng vui mừng. Là Sử Lai Khắc thất quái, trên người bọn họ cũng là giành gánh được vinh quang của Sử Lai Khắc. Bây giờ, thời chiến đội của học viện tiến vào trong vòng chung kết một lần nữa, khiến cho bọn họ nhớ đến giải đấu lần trước, quá trình cùng nhau vượt qua bao chông gai gian nan để giành lấy ngôi vị quán quân. Vương Đông Nhi cũng là càng kích động hơn. Từ sau khi Vương Thu Nhi cứu Vũ Hạo trở về, cảm xúc của nàng đối với Vương Thu Nhi đã là thay đổi rất là nhiều. Hơn nữa lại biết rằng Vũ Hạo cùng với Vương Thu Nhi không có khả năng xảy ra chuyện gì. Ngay khoảng khắc gọi Thu Nhi là tỷ tỷ, thì tâm tình của nàng đã là thay đổi rất là nhiều rồi. Thấy Vương Thu Nhi dùng thực lực mạnh mẽ đánh bại Ngọc Thiên Long, trong lòng nàng kích động đến mức là thiếu chút nữa là không kiềm chế được. Giống như là chính mình cũng là đang đứng trên võ đài. Trong nháy mắt, thậm chí là nàng có cảm giác mình hóa thân thành Thu Nhi, chiến đấu cùng với Ngọc Thiên Long ở trên đài thi đấu.